Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, bản án cao nhất đã được tòa phán quyết đưa ra cho chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan bởi những thiệt hại gây ra là quá lớn. Việc bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên tử hình khiến dư luận không ngừng đặt ra câu hỏi, liệu rằng khối tài sản khổng lồ với nhiều bất động sản và tiền mặt của bà Lan sẽ được xử lý như thế nào? Xử lý khối tài sản khổng lồ của bà Trương Mỹ Lan sau khi bị tuyên án tử hình. Như đã đưa tin trước đó, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 84 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các tổ chức có liên quan. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan về tội tham mô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Lan phải chịu là án tử hình. Bên cạnh đó, tòa buộc Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến giữa tháng 10 năm 2022, tương đương số tiền hơn 673.800 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo phải chịu hơn 673 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm. Được biết, trong quá trình giải quyết vụ án, hội đồng xét xử thu thập sổ tay ghi chép của các trợ lý bị cáo Trương Mỹ Lan, cho thấy số tiền 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD trở về tòa nhà Vạn Thịnh Phát không chỉ từ SCB mà còn nguồn gốc trái phiếu. Do đó, Hội đồng xét xử đề nghị Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tiếp tục làm rõ sai phạm quanh số tiền này nếu có để làm căn cứ giải quyết trong giai đoạn 2. Theo tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan lấy tiền từ SCB đầu tư, chuyển nhượng nhiều dự án đang bị kê biên, không có hồ sơ pháp lý rõ ràng. Do đó, hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ số bất động sản, dự án liên quan bị cáo Lan chưa được giải quyết trong vụ án, để xác định đúng bản chất, xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo việc kê biên khắc phục hậu quả. Cũng trong ngày tuyên án, tòa tuyên giao cho SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.122 mã tài sản đang được thế chấp. Quá trình xử lý các tài sản để thu hồi nợ, nếu dư thì phối hợp với cục cảnh sát kinh tế C03 để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của Trương Mỹ Lan thì dùng đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn khác của bị cáo trong vụ án. Bên cạnh đó, đối với số tiền mà các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả, hội đồng xét xử tuyên chuyển cho SCB. Ngoài ra, tòa buộc các bị cáo được bà Lan cho thưởng phải nộp lại số tiền, đồ vật cổ phiếu để đảm bảo nghĩa vụ của Bà Lan. Tiếp tục kê biên tạm giữ các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án. Bản án cũng xác định, với các tài sản, khoản tiền để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án, bao gồm vụ án này và các vụ án của giai đoạn 2 sẽ ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu, khoảng hơn 30.000 người dân. Về khối tài sản, nhà đất của bị cáo Trương Mỹ Lan, tòa nhà ở 75 Nguyễn Huệ mà tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho SCB thuê, hội đồng xét xử xác định đây là tài sản của Trương Mỹ Lan nên tuyên tiếp tục kê biên nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án với căn biệt thự cổ có giá 700 tỷ đồng ở 110 đến 112 Võ Văn tân mà Trương Mỹ Lan xin trả lại cho gia đình. Hội đồng xét xử cho rằng hiện chưa thu giữ được sổ đỏ. Con gái bà Lan là Chu Duyệt Phấn xin hủy kê biên. Tòa xét cổ đông công ty sở hữu tòa nhà này thực chất là con cháu của Trương Mỹ Lan nên là tài sản của bà Lan. Do đó hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo. Tài sản này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ cho trùng tu, không được thay đổi hiện trạng. Ngoài ra, liên quan đến vụ án, công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc đã nhận từ Trương Mỹ Lan hơn 6.090 tỷ đồng để chuyển nhượng 18 triệu cổ phần là tiền từ SCB phải thu hồi về cho SCB, nên buộc hai công ty này nộp lại 6.090 tỷ đồng. Đồng thời công ty Quốc Cường Gia Lai cũng buộc phải trả lại 2.882 tỷ nhận từ Trương Mỹ Lan trước đó. Cuối cùng, hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị của Trương Mỹ Lan mong muốn chuyển 1.350 tỷ đồng do Nguyễn Cao Trí và một người khác chuyển trả sang cho bị cáo Trương Huệ Vân để khắc phục thiệt hại. Theo tòa, bị cáo Lan có nghĩa vụ bồi thường rất lớn, tài sản của bị cáo cũng chưa đủ để khắc phục. Với tài sản kê biên của bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái Trương Mỹ Lan, tòa nhận định bị cáo được bị cáo Lan nuôi nấng từ nhỏ. Bản chất tài sản là của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát nên tuyên tiếp tục kê biên, đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Đối với tài sản phong tỏa, kê biên có liên quan vụ án, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục phong tỏa, kê biên, đồng thời gỡ phong tỏa, kê biên với các tài sản không liên quan tới vụ án. Theo đó, từng khối tài sản, khoản tiền khác nhau được hội đồng xét xử đưa ra biện pháp giải quyết cụ thể để phù hợp với những thiệt hại bà Trương Mỹ Lan gây ra. Nỗi xuất ra ân hận của bà Trương Mỹ Lan và thành viên trong gia tộc Thưa quý vị! Phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát sau nhiều ngày điều tra và lấy lời khai đã kết thúc bằng các bản án tương ứng với tội danh của mỗi bị cáo. Hãy cùng nhìn lại lời nói sau cùng của các bị cáo, để phần nào thấy được sai lầm của họ đã phải trả giá đắt như thế nào. Theo đó, nhìn lại phiên tòa các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án, bà Trương Mỹ Lan nghẹn ngào trước đây gia đình tôi luôn xung vầy đoàn kết bên nhau bây giờ thì tan nát chồng tôi cũng đi tù mỗi người một ngả không biết còn cơ hội gặp nhau có được ăn chung bữa cơm nữa hay không trên chiếc xe tù dẫn dài rời khỏi tòa về trại giam tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường hay qua màn hình tv để tìm cháu ruột chồng người thân của tôi tôi tan nát cả cõi lòng dù sao tôi cũng là phận đàn bà tôi đau không thể diễn tả thành lời bà lan giải bày từ những ngày đông giá rét ở miền Bắc hay cái nóng như đồ lửa ở trong Nam là những ngày tôi không ngủ được. Tôi nghĩ đến chồng và cháu tôi cũng đang bị tạm giam, nghĩ đến tất cả các bị cáo ngày hôm nay bị thế này, nghĩ đến người thân gia đình, con gái tôi bị bệnh bại liệt, sợ nó lại tái phát. Không chỉ ở lời nói sau cùng mà suốt phiên xét xử, mỗi khi có cơ hội, bà Lan lại xin tòa miễn trách nhiệm hình sự cho chồng mình là ông Chu Lập Cơ và cháu gái Chu Huệ Vân. Các phiên tòa trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan luôn thể hiện ra bên ngoài một vẻ điềm tĩnh, luôn cho rằng chỉ đang giúp SCB, nhưng khi nói lời sau cùng, bà Lan tỏ ra sợ hãi, xin được hưởng sự khoan hồng của hội đồng xét xử. Luôn giữ vẻ điềm tĩnh, không một lời trách móc bà Trương Mỹ Lan, người đã đẩy mình vào vòng lao lý, ông Chu Lập Cơ nghẹn giọng khi nói về người vợ của mình. "Vợ tôi đang phải chịu trách nhiệm tất cả cho những sai phạm." Cảm giác xót xa với người vợ Tào Khang khiến tôi rất đau lòng. Giá như ngày ấy, tôi sát cánh cùng vợ mình hơn, can ngăn bà thì đã không phải đối mặt với tình cảnh này. Nhiều lần ông cơ nói, ông là người nước ngoài đến Việt Nam làm ăn rồi xây dựng gia đình với bà Lan, nên ông muốn cống hiến cho quê hương thứ hai này. Thế nhưng, chỉ vì sai lầm mà gia đình ông phải rơi vào cảnh tù tội. Đứng trước hội đồng xét xử, ông Cơ phân trần. Tôi muốn xin lỗi vợ mình vì đề bà cô độc trong suốt hành trình kinh doanh lâu dài. Tôi mong vợ thấu hiểu cho mình. Ông Chu Lập Cơ cũng xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bản thân và bà Trương Mỹ Lan cùng cháu gái Chu Huệ Vân để được sớm trở về và góp phần khắc phục hậu quả vụ án. Cuối cùng, trong vụ án này, người cháu ruột duy nhất của bà Lan, Trương Huệ Vân bày tỏ sự hối hận và nói rằng đây chính là bài học. Cụ thể, bị cáo Trương Huệ Vân nói lời sau cùng. 18 tháng qua, bị cáo học vô số bài học quý giá. Bị cáo nhận thức bản chất sâu sắc của cuộc sống. Bài học quý giá nhất chỉ được học qua khổ đau. Sau tất cả, bị cáo sẽ là người tốt hơn, công hiến nhiều hơn với tinh thần thượng tôn pháp luật. Nhắc đến người cô ruột mà bị cáo xem như mẹ, Huệ Vân nói bà Trương Mỹ Lan là người nhiều tình yêu thương, dạy bị cáo biết yêu thương con người, sống phải biết điều, sau tất cả phải biết thượng tôn pháp luật. Bị cáo Trương Huệ Vân xúc động bày tỏ hôm qua bị cáo theo dõi lời sau cuối của cô bị cáo một người phụ nữ được biết đến là không có nước mắt tinh thần thép nhưng dường như tan nát cõi lòng khi đứng trước hội đồng xét xử cầu xin hội đồng xét xử mở hết lòng khoan dung vô lượng xem xét cho thân phận pháp lý của cô bị cáo kính xin hội đồng xét xử cho cô bị cáo có cơ hội giải thoát khỏi cái chết trực chờ để cô bị cáo có thể dùng toàn bộ ý thức và nghị lực của mình giải quyết hậu quả vụ án chỉ có cô bị cáo mới có thể làm Bên cạnh nỗi sợ hãi và khổ đau, còn có niềm tin và hạnh phúc, bị cáo kính xin hội đồng xét xử cho cơ hội. Bị quy kết gây thiệt hại cho SCB 677.000 tỷ đồng, trên hành trình phạm tội của mình, bị cáo Trương Mỹ Lan đã kéo theo cả chồng và cháu ruột của mình. Và rồi cái kết, sai lầm của họ đã phải trả giá đắt, mọi hối hận cũng đều đã muộn màng. Đối mặt với án tử, liệu rằng bà Lan có kháng cáo hay có những hành động khắc phục hậu quả tiếp theo ra sao? tất cả những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến quý vị xin chào và hẹn gặp lại